Lâm Khánh Chi quấn quýt như Sam với trợ lý kém 21 tuổi. Từ khi đừng ai nấy đi với chồng cũ, Lâm Khánh Chi hiện vẫn chưa công khai mối quan hệ yêu đương với ai. Tuy nhiên dạo gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên đi du lịch với trợ lý kém 21 tuổi và có nhiều cử chỉ tình tứ khiến dân tình đồn đoán cả hai đang trong mối quan hệ đặc biệt. Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi đăng ảnh khoác tay Phạm Giang, trợ lý trẻ tuổi và check-in tại Đà Lạt. Dù chênh lệch tuổi khá nhiều, nhưng người đẹp chuyển giới và trợ lý khi đứng cạnh lại trông xứng đôi. Ở tuổi U50, nữ ca sĩ vẫn giữ được đường nét tươi trẻ trên gương mặt cùng vóc dáng thon gọn. Cô cũng sẵn sàng chi khoản tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài tuổi thanh xuân. Thời gian qua, Lâm Khánh Chi và trợ lý thường xuyên đi du lịch với nhau. Gần đây cả hai có chuyến đến Côn Đảo. Trước đó hai người từng đi Thái Lan và chụp ảnh cùng với nhau để lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Có dạo Lâm Khánh Chi lấp lửng về chuyện tình cảm và kết hôn, khiến nhiều khán giả đồn đoán cô đang hẹn hò với anh chàng kém 21 tuổi. Tuy nhiên nữ ca sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận và để mọi thứ lấp lửng, ai nghĩ sao thì nghĩ. Sau khi đừng ai nấy đi với chồng cũ, cô một mình nuôi con trai và cho biết con là động lực giúp mình thêm mạnh mẽ và bản lĩnh.